Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, cho phép 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hiện vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thượng đến, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước, sự thật đúng trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Tuổi Bính Ngọ sinh 1966 hưởng lộc tổ tiên, tiền của ùn ùn đổ về như nước lũ, giao sang phú quý gấp bội lần. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ sinh 1966 thân mến, không phải ai cũng thích than thở. Nhiều người thích im im mà làm việc, tự thân mà xử lý vấn đề, nhưng không có nghĩa cuộc sống của người ta dễ dàng, đừng vì thế mà khởi phát sự sân si. Với Bính Ngọ, người than vãn chỉ khiến sự chán nản hơn, nỗ lực mới là giải pháp cho mình đạt được điều mong muốn. Quý cô bác tuổi Bính Ngọ thân mến, vậy là cô bác đã trải qua hơn một nửa đoạn đường nhân sinh, hiện tại cuộc sống của cô bác như thế nào rồi à? Tôi biết có không ít cô bác giờ đây đã được hưởng an nhàn, sung sướng, công thành danh toại, giàu có đủ đầy. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng thấy có không ít cô bác tuổi này đến nay vẫn phải nai lưng làm việc chật vật hàng ngày để lo có miếng cơm manh áo. Vậy tại sao cùng là con người, sinh ra cùng một tuổi đó, con giáp đó, nhưng người thì sống trong sung sướng, an nhàn, người lại chịu khổ, đến già vẫn không thôi? Các bậc thầy tử vi hàng đầu đã dày công nghiên cứu và nhấn mạnh cho tuổi Bính Ngọ rằng, trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch này, tuổi Bính Ngọ lưu ý được điều này thì cũng đến lúc cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, phất lên đổi đời đại gia. Và đặc biệt người tuổi Bính Ngọ sinh 1966 còn được quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường, vượt qua vận hạn, phúc lộc cát tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Bính Ngọ ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Bính Ngọ thân mến, cô bác bị ai đó lợi dụng sự tin tưởng lừa đảo về vật chất, đấy là do cô bác không đề phòng. Cô bác bị ai đó lợi dụng tình cảm phụ bạc và phụ lòng, đấy là do mắt nhìn người của cô bác chưa chuẩn xác, do cô bác bỏ qua cái giác quan thứ 6 mà trời cho không dùng vào. Cô bác làm ăn thua lỗ, đầu tư không lợi nhuận, đấy là do cô bác chưa đủ giỏi, kế hoạch của cô bác chưa đủ chuẩn, cô bác cứ loanh quanh một chỗ, không bứt phá được khỏi dòng luẩn quẩn. Cũng là do trí của cô bác chưa đủ lớn, tâm cô bác chưa đủ nhiều, nghị lực của cô bác chưa đủ phi thường để kỷ luật và gò ép bản thân. Nhưng thực ra trên con đường làm lại, hoặc trên con đường khắc phục thiệt hại, hoặc trên ngã rẽ mới của cuộc đời, dù cô bác ở tuổi nào, thì việc tự vấn lại hành vi của bản thân, chấp nhận sự thua mình đã có là điều đầu tiên chúng ta cần phải làm. Nếu muốn thực sự thoát khỏi quá khứ, lột xác ở hiện tại và hoàn mỹ cuộc đời ở tương lai, nên lắm lúc gạt bỏ mọi yếu tố khách quan, hãy nhớ dù đúng dù sai, dù thành hay bại, chính cô bác là người đã quyết định cuộc đời của mình, sướng thì cô bác hưởng, khổ thì đừng đổ tại ai ngoài mình. Tuổi Bính Ngọ sinh 1966 cầm tinh con ngựa, đứng thứ 7 trong số 12 con giáp. Người tuổi Bính Ngọ sinh ra là để gánh vác công việc cực khổ, không bao giờ thừa nhận thất bại. Họ chiến đấu đến cùng, chỉ cần bản thân mình có thể, không hành động thì thôi, chứ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Người tuổi Bính Ngọ muốn thành công thì bắt buộc họ phải rèn luyện tính nhẫn nại của bản thân, đặc biệt trong công việc. Khi đã bắt tay vào làm việc gì thì phải gánh vác tới cùng, có đầu, có cuối, đặc biệt đối với họ,
bảo mật là trên hết. Bính Ngọ thường hay nói nhiều, là mẫu người lạc quan, cứ thao thao bất diệt mọi thứ trên đời. Đây cũng là điểm mà giúp họ có nhiều bạn bè, cũng được bạn bè giúp đỡ rất nhiều. Những điều này lại vô tình đắc tội với bạn bè. Chính vì thế, hãy luôn cẩn thận, chú ý cách cư xử của mình. Lanh lẹ đôi khi cũng là một cái tội. Bính Ngọ có đôi tay khéo léo, họ có thể làm bất cứ việc gì đi nữa, khi người khác nhìn vào sẽ thấy được phong độ cao quý của họ. Tuy nhiên, họ lại là những người có ước muốn khá cao, đôi khi còn vượt quá năng lực của họ. Đặc biệt, khi rơi vào tình huống độc lập thì lại không có cách nào ứng phó một cách tự nhiên được. Bính Ngọ thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và sẽ lao động không ngừng nghỉ suốt cuộc đời. Người ta tin rằng, ngựa sinh ra để chạy đua và chu du thiên hạ. Vì vậy, du lịch là một trong những sở thích hàng đầu của con giáp này. Bản năng lãng tử thúc giục họ tìm kiếm những trải nghiệm mới và coi cuộc đời như một chuyến du ngoại. Bính Ngọ luôn lập kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo, nếu không được hoạt động sẽ khiến cho họ buồn đến chết. Bính Ngọ luôn năng động, tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết. Đa số họ sinh ra để làm việc, tuổi này thường lao động hết mình, bất kể đó là việc gì. Mệt mỏi hay khó khăn chồng chất cũng không thể ngăn họ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Tố chất mạnh mẽ và bền bỉ giúp họ trở thành những nhân viên xuất sắc. Trong tất cả các tuổi thì Bính Ngọ là con giáp dũng cảm nhất, cũng giống như những chú ngựa can đảm bao đời, giúp con người di chuyển trên những chặng đường dài hay đương đầu với kẻ thù trong các cuộc chiến khốc liệt, luôn thể hiện sức mạnh nội tâm mãnh liệt và quyết tâm sắt đá. Ngay cả khi phải đối đầu với khủng hoảng và khó khăn, họ vẫn tiến lên phía trước. Họ luôn muốn dốc hết sức lực của mình để thử thêm một lần cuối. Đó cũng là biểu hiện của sự tự tin to lớn trong họ. Bính Ngọ sẵn sàng đối đầu với thử thách ngày càng khó khăn hơn, tràn đầy dũng khí, họ sốt sắng vượt qua dòng sông trở ngại. Không chỉ mạnh mẽ, Bính Ngọ còn là những con người đáng tin cậy, chân thật và trung thành. Nếu đã hứa hẹn điều gì thì sẽ cố gắng hết mình thực hiện. Họ chẳng mấy khi khiến bạn phải thất vọng. Khi giao du với bạn, họ rất hòa đồng. Tuy rất kiêu hãnh và tự lập, nhưng họ vẫn cần bạn đồng hành. Họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để đưa chỉ dẫn khuyên nhủ. Cũng giống như ngựa tốt cần đến bàn tay chăm sóc của người cưỡi, Bính Ngọ cần có bạn bè hoặc bạn đời tốt để bộc lộ toàn bộ sức mạnh và ý chí. Hoạt bát, tốt bụng, mau miệng, hài hước, họ rất thích hội hè và được nhiều người biết đến, nhiệt tình và thẳng thắn. Họ rất dễ kết bạn, các mối quan hệ xã hội cực kỳ quan trọng với họ và thường có nhiều bạn bè thân thiết. Họ thích dành phần lớn thời gian với một nhóm bạn và rất quan tâm tới cách người khác cảm nhận về mình. Thật khó để họ giữ được bí mật cho riêng mình. Thoải mái, tự tin trước đám đông, Bính Ngọ là một diễn giả hết sức thuyết phục. Họ không ngại nói ra sự thật, cũng quá chính trực và vô tư để có thể lùi bước trước sự bất công. Cả thèm chóng chán, trí thông minh tuyệt vời giúp Bính Ngọ nắm bắt vấn đề mới một cách dễ dàng. Họ có khả năng thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, nhưng không phải bao giờ cũng hoàn thành công việc. Một khi đã bắt đầu thì họ luôn mãi mê săn đuổi cơ hội mới. Do có quá nhiều sự quan tâm nên họ thường chọn công việc theo hướng, hành động một cách bộc phát và hiếm khi cân nhắc chúng một cách kỹ lưỡng. Khi dở mộng vì kết quả không được như mong muốn, họ có thể bỏ dở công việc và chuyển ngay sự chú ý sang vấn đề khác. Nhanh nhẹn và linh hoạt, Bính Ngọ thích nói năng, suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách choáng váng. Do đó có xu hướng bỏ qua các chi tiết, họ yêu luyện tập cả về thể chất và tinh thần. Để thỏa mãn tính chất thường của mình, họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án trước khi chúng được hoàn thành. Nhờ đa tài nên Bính Ngọ có thể thành công trong rất nhiều việc. Tuy nhiên, họ lại rất khó chịu khi thất bại. Nếu sự việc không thành, họ thường không thể làm tiếp công việc đã đổ dở. Kẻ nổi loạn ương ngạnh thường bướng bỉnh và cứng đầu, tính khí bốc lửa và khả năng thay đổi tâm trạng nhanh như gió, đôi khi khiến họ trở nên nguy hiểm. Con giáp này sẽ không bằng lòng với bất kỳ hình thức kiểm soát hay tạo áp lực nào và rất ghét bị dồn vào đường cùng. Trái lại, họ thích làm mọi việc theo cách riêng của mình, dù khoác trên mình vẻ ngoài hòa đồng, nhưng tận sâu thẳm thì họ vẫn là những kẻ nổi loạn mạnh mẽ. Bính Ngọ nhanh nhẹn, làm việc với tốc độ không phải ai cũng theo kịp. Tuy nhiên, họ lại yêu cầu người khác phải làm việc với tốc độ tương đương mình. Khi kết quả không như ý muốn, họ lại tỏ ra phàn nàn và không hài lòng. Nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi mới của xã hội là ưu điểm của Bính Ngọ mà cấp trên rất hài lòng. Tuy nhiên, Bính Ngọ lại thường bằng lòng với những thành tích nhỏ và mãi say sưa với chúng.
Bính Ngọ có thêm một ưu điểm trong công việc, giúp họ có thể nhận được sự ưu ái của cấp trên, đó là họ lạc quan và có ý chí mạnh mẽ. Họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích. Sự nhạy cảm của bản thân khiến họ thích dựa vào trực giác của mình để làm việc. Đôi khi điều này khiến họ đánh giá mọi việc không đủ cẩn thận. Bính Ngọ cần chú ý đến điều này hơn để hạn chế những sai sót xảy ra. Lạc quan và ý chí mạnh mẽ, không muốn bỏ cuộc. Nhưng việc thiếu kiên nhẫn khiến Bính Ngọ khi gặp vấn đề thì luôn muốn giải quyết gấp rút. Sự vội vàng này có thể đưa đến nhiều kết quả không như ý. Tuy nhiên, chính vì sự nhạy bén nên họ có thể nảy ra nhiều ý tưởng hay và nhận được sự giúp đỡ của người khác. Nhìn chung, Bính Ngọ sẽ đạt được kết quả tốt nhờ sự lạc quan, giao tiếp khéo léo, cởi mở. Bính Ngọ được nhiều người yêu mến trong tập thể, họ cũng dễ kết nối với đồng nghiệp. Chính vì vậy, nhờ có sự hòa hợp này, họ không chỉ học hỏi được nhiều điều và cũng tận dụng được mối quan hệ để phát triển sự nghiệp của mình. Bính Ngọ khó thích nghi với lịch trình do người khác đặt ra và thiếu kiên nhẫn để tuân theo các quy tắc. Tuy nhiên, họ lại rất giỏi trong việc giải quyết những việc khó nhằn. Bởi khi được tự do giải quyết theo ý mình, Bính Ngọ sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời. Nhưng hãy nhớ giám sát và đừng để họ mất tập trung. Ưu điểm của Bính Ngọ trong công việc là họ luôn cẩn thận trong mọi việc, xử lý công việc đúng mực, dám nghĩ, dám làm, lại có khả năng giao tiếp tốt. Bính Ngọ thận trọng trong mọi việc và mang lại cảm giác đáng tin cậy cho người khác. Bính Ngọ có sự thẳng thắn, yêu thích rõ ràng và luôn nhìn mọi vấn đề với thái độ tích cực, giỏi bày tỏ ý kiến và mục tiêu làm việc của mình. Điều đặc biệt giúp Bính Ngọ gặp vận tốt sẽ phát huy được năng lực của mình. Đó là họ có khả năng nhạy cảm với những điều mới và dường như họ luôn đi trước người khác một bước để phát triển sự nghiệp. Các lãnh đạo rất thích nhân viên của mình có sự nhanh nhẹn như vậy. Mặc dù có vẻ thức thời giống như loài ngựa có thể chạy vạn dặm, nhưng chúng lại cần có sự kiểm soát và huấn luyện nghiêm khắc thì mới đi đúng hướng. Bính Ngọ cũng vậy. Có thể họ không phù hợp với một lịch trình sắp đặt sẵn, nhưng họ cần học được những nguyên tắc nhất định để kiểm soát mục tiêu của mình, không bị lệch hướng. Thêm vào đó, Bính Ngọ lại thiếu kiên nhẫn, bướng bỉnh và nóng nảy khi có chuyện xảy ra, nhưng lại nhanh chóng lãng quên chúng. Bính Ngọ thường là người dễ thành công và thường sẽ nhận được những khoản tiền rất lớn, tuy nhiên lại sinh hoạt một cách phung phí, hào nhoáng, thậm chí là gian chảnh quá mức cho phép. Chính vì thế mà họ không bao giờ dư giả được. Đối với Bính Ngọ, sự tự do trên là hết. Họ quý trọng tự do và tôn thờ độc lập. Họ cần rất nhiều không gian để lang thang. Tuổi này không thể chịu được các lịch trình hay thời gian biểu cứng nhắc, cũng như các quy định và quy tắc nhỏ nhặt. Đơn giản là họ không có đủ thời gian hoặc sự kiên nhẫn cho những thứ này. Nhìn chung, những người tuổi Bính Ngọ được hưởng phúc phần của trời, cho nên có cuộc sống an nhàn, vui vẻ, vinh hoa phú quý. Đặc biệt, người này tính cách vui vẻ, lạc quan, yêu đời, nên dù có gặp những vướng mắc, trở ngại nhỏ trên đường đời thì họ cũng hoàn toàn không để tâm, mà vẫn giữ thái độ sống rất tích cực. Nhờ vậy mà trên chặng đường sự nghiệp, tuổi Bính Ngọ luôn có quý nhân phù trợ lúc khó khăn. Công danh gây dựng được từ tiền vận đến hậu vận thì càng rạng rỡ, sự nghiệp vững chãi, tài vận dồi dào, từ trung vận trở đi không phải lo lắng chuyện cơm áo, gạo tiền. Tuy nhiên, bản mệnh tuổi này cũng cần lưu ý sống đức độ, tu tâm dưỡng tính để đỡ buồn phiền khi về già. Nữ mệnh tuổi Bính Ngọ. Trong suốt cuộc đời sẽ phải trải qua nhiều biến động trong cuộc sống, chỉ từ trung vận trở đi thì mọi chuyện mới ổn định, dần trở nên tốt đẹp cả về công danh sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm. Nam mệnh tuổi Bính Ngọ. Cuộc đời sẽ bắt đầu ổn định từ trung vận, công việc được nhiều suôn sẻ, thuận lợi, bản mệnh sẽ vất vả nhiều về gia đạo và con cháu. Sang đến tận hậu vận thì mới được thảnh thơi hưởng phúc, sẽ có nhiều đổi thay về công danh và sự nghiệp trong cuộc đời. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Đánh giá tổng quan thấy rằng các phương diện cuộc sống của người tuổi Bính Ngọ sẽ chưa thể có những bước tiến đáng kể nào trong thời điểm trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch này. Thậm chí bản mệnh cần phải nhắc nhở, cổ vũ bản thân mình cố gắng để không trở thành người thụt lùi trong tập thể. Tử vi trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch có thể thấy người tuổi Bính Ngọ thời điểm này không thực sự may mắn. Thời điểm mà hung vận gặp ngay thái tuế, không có phúc chỉ có họa, người tuổi Bính Ngọ cần chuẩn bị ngay tinh thần hóa giải hung tinh này. Dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm bệnh, tuổi Bính Ngọ thường cảm thấy uể oải, lười biếng,
không muốn bắt tay vào công việc. Tinh thần không tốt khiến những công việc tưởng chừng đã quá quen thuộc cũng không đạt được kết quả như ý muốn. Hãy cẩn thận để không mắc phải những sai sót không đáng có. Phương diện tài lộc cũng không khá khẩm hơn. Dù bản mệnh phải bôn ba vất vả đi nữa thì tiền bạc chảy về túi cũng không được như ý. Con giáp này cần xác định lại hướng đi cho mình. Nếu không, mọi cố gắng mà Bính Ngọ bỏ ra cũng sẽ là vô ích. Thậm chí, Bính Ngọ còn tạo điều kiện cho đối thủ vượt lên trên mình. May mắn là mặt tình cảm gặp tốt vì có Hồng Loan các tinh chỉ dẫn. Người có gia đình vì vợ chồng tâm đầu ý hợp nên tình cảm lứa đôi thú vị. Người độc thân có điềm thoát kiếp chăn đơn gối chiếc, chuyện tình cảm chưa có nhiều khởi sắc. Dù có các tinh thái mờ cho thấy tuổi Bính Ngọ có cơ hội gặp được một vài đối tượng triển vọng, nhưng tình yêu sẽ không thể tự đến với Bính Ngọ. Nếu Bính Ngọ muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì nên chủ động gặp gỡ và trò chuyện với mọi người để người khác nhìn thấy điểm hay của Bính Ngọ. Tiếp theo ngay sau đây sẽ phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Bính Ngọ cho thấy bản mệnh không đặt ra nhiều tham vọng cho sự nghiệp. Trong thời điểm này, Bính Ngọ có vẻ dễ dàng thỏa mãn với những gì mà mình đang có, nên Bính Ngọ khó có thể đạt được sự bứt phá, thậm chí một số người còn thụt lùi so với khoảng thời gian trước đây. Phương diện sự nghiệp chịu phá hoại từ thái tuế nên vận trình công việc gặp nhiều trở ngại, có kẻ chơi xấu. Người tuổi Bính Ngọ cần hết sức cảnh giác. Thái tuế tọa mệnh chủ về tâm tình bất an, tính cách nóng nảy, gây khó khăn cho sự nghiệp. Trong lúc làm việc, Bính Ngọ cần phải thật bình tĩnh, xử lý vấn đề bằng cái đầu lạnh, chớ vội vàng đưa ra quyết định khi lửa giận còn trong đầu. Tâm tình bất ổn nên làm việc gì cũng sẽ không thuận. Nguyệt lệnh lâm bệnh tác động khiến Bính Ngọ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không muốn bắt tay vào công việc. Dù có làm việc thì cũng chỉ làm với thái độ đối phó. Khi được giao những nhiệm vụ khó, thay vì tích cực làm quen và học hỏi thì Bính Ngọ lại lo lắng tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Hãy nhớ rằng thái độ làm việc đó sẽ khiến Bính Ngọ mãi dậm chân tại chỗ, thậm chí làm mài mòn ý chí và khả năng thực sự của bạn. Nếu không tập trung làm việc thì dù công việc có đơn giản đến mấy, bạn cũng không thể đạt được thành tích cao. Sức khỏe không tốt, bản mệnh thường xuyên mắc phải những căn bệnh và cũng khiến Bính Ngọ chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì. Hãy cố gắng cổ vũ bản thân hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ được giao. Dù chưa thể phát triển nhanh trong thời gian này thì cũng đừng gây phiền phức cho người khác. Trong thời điểm này, cần lưu ý họa thị phi, có điểm tranh chấp dẫn tới kiện cáo lên tòa án phường, tả. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn còn may mắn là có thái âm các tinh xuất hiện, là dấu hiệu cho thấy thời điểm này Bính Ngọ không chỉ gặp toàn những điều xui xẻo. Bính Ngọ sẽ nhận được sự giúp đỡ của người khác. Nếu cố gắng không ngừng, chỉ cần không bỏ cuộc, quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc Bính Ngọ bối rối nhất. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch. Xem tử vi trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Bính Ngọ cho thấy tình hình tài lộc chưa đạt được bước tiến lớn trong thời điểm này. Vì thế cần phải chú ý hơn trong việc chi tiêu cũng như đầu tư, nếu không dễ đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Với người làm công ăn lương, những thành tích không lý tưởng trong sự nghiệp khiến Bính Ngọ khó có thể nhận được tiền thưởng nóng. Hãy nhắc nhở bản thân làm việc tập trung và nghiêm túc hơn để không mắc lỗi hay bị phạt tiền. Với người làm ăn kinh doanh, đã đến lúc Bính Ngọ cần xem lại các phương thức đầu tư làm ăn của mình. Có thể hướng đi của bạn chưa thực sự chính xác, nên dù bôn ba vất vả đi nữa cũng không kiếm được khoản tiền như người khác. Hãy bình tĩnh để nhận ra mình sai ở đâu và có cách khắc phục phù hợp. Mặt tài vận chịu phá hoại từ thái tuế, vì tinh thái tuế không có phúc chỉ có họa. Người tuổi Bính Ngọ cần đề phòng nạn hao tiền, tốn có từ chuyện đi lại, hỏng xe, mất tiền chữa trị. Chuyện đầu tư làm ăn kinh doanh dễ có tiểu nhân xuất hiện, ra ngoài tránh đi xa vì sẽ mất tiền. Với tính cách hay lo việc bao đồng, kỵ nhất là cho vay tiền hoặc giúp đỡ ai về chuyện tiền nong. Trong chuyện tiền bạc, người tuổi Bính Ngọ rất dễ ham thích những con đường kiếm tiền đầy kích thích. Ví dụ như đầu tư mạo hiểm, tham gia các trò chơi có thưởng. Tuy vậy, tính cách này cũng sẽ khiến bạn chẳng được đồng nào về sau. Nếu muốn có vận tài chính tốt trong thời điểm này,
với mối làm ăn hay khoản tiền nào cũng đều phải kiên trì đến phút chót. Sức khỏe xuống dốc do chịu tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm bệnh cũng sẽ khiến bạn phải tốn thêm một khoản kha khá. Con giáp này cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường thì nên khám chữa ngay, để càng lâu bệnh càng trở nặng thì càng tốn tiền chữa trị. Theo tử vi trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Bính Ngọ, trong việc chi tiêu hàng ngày, tốt nhất bản mệnh chớ nên phung phí cho những việc không thực sự cần thiết, dù có tiền trong tay cũng hãy nhớ để lại một khoản tiết kiệm phòng cho sự cố bất ngờ. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Căn cứ vào tử vi trong 5 ngày cuối tháng 8 của 12 con giáp, nguyệt lệnh lâm bệnh gây ra nhiều hệ lụy trên phương diện sức khỏe cho người tuổi Bính Ngọ, đòi hỏi khoảng thời gian này. Bản mệnh phải quan tâm hơn đến chính bản thân mình, nếu thấy sức khỏe có dấu hiệu suy nhược, kém ăn kém ngủ thì Bính Ngọ nên đi khám nếu thấy cần thiết. Còn nếu cứ cố chịu đựng thì sức khỏe sẽ ngày càng suy giảm, đến lúc chạy chữa sẽ vừa tốn nhiều tiền hơn, vừa tốn nhiều thời gian, công sức hơn. Bản mệnh cũng không nên để bản thân phải chịu cảnh căng thẳng về tinh thần trong khoảng thời gian quá dài. Hãy tâm sự với những người đáng tin cậy để thấy nhẹ nhõm hơn và được giúp đỡ đúng lúc. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Về cơ bản thì phương diện tình duyên của người tuổi Bính Ngọ cũng khá trầm lắng trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch này. Bản mệnh vốn có cơ hội đón nhận hạnh phúc, nhưng bạn có đạt được điều đó hay không thì còn phụ thuộc nhiều vào cách hành xử của Bính Ngọ. Với các cặp vợ chồng, Bính Ngọ chớ nên đổ những áp lực mà mình phải chịu ngoài xã hội lên đầu người ấy. Nếu có việc gì thì vợ chồng nên bình tĩnh trao đổi với nhau để có thể cùng tháo gỡ. Nếu Bính Ngọ cứ giữ mọi chuyện trong lòng thì mọi chuyện sẽ chỉ ngày càng khó giải quyết hơn mà thôi. Với người còn độc thân, các tinh thái mờ cho thấy người tuổi Bính Ngọ có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá phù hợp. Nếu chủ động trò chuyện với đối phương và thể hiện được các điểm mạnh của mình thì bản mệnh có thể gây được ấn tượng tốt đẹp cho người khác. Tuy nhiên, nếu Bính Ngọ quyết định sống khép mình và dành nhiều thời gian cho những điều tiêu cực thì dù là người nhiệt tình đến mấy cũng sẽ không thể tiếp tục duy trì quan hệ với Bính Ngọ. Ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Tử vi từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8 âm lịch của người tuổi Bính Ngọ tương đối nhiều bất lợi, khi mà đường quan lộc không thịnh vượng, đường tình cảm lạnh nhạt. Điểm tốt nhất trong vận trình là sức khỏe tốt, có ý chí vững vàng, nên sóng gió, khó khăn nào cũng vẫn tự tin tiến về phía trước. Người tuổi Bính Ngọ gặp dịch mã chủ về năng động, vất vả bôn ba bên ngoài, người này phải di chuyển nhiều, thường xuyên thay đổi nơi công tác. Nếu xuất ngoại làm việc thì sẽ ổn hơn, còn làm việc trong nước thì công bỏ ra nhiều, thu lại chẳng được bao nhiêu. Đường quan lộ long đong lận đận, vẫn đang trong quá trình cố gắng phấn đấu. Dịch mã cho thấy vận trình sa sút, bản mệnh nên hành xử cẩn trọng, không nên vì một phút vội vã mà phải hối hận. Nếu tuổi còn trẻ thì dịch mã là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Bính Ngọ xây dựng sự nghiệp riêng. Ngược lại, khi bước vào tuổi trung niên, dịch mã chỉ đại diện cho việc nên làm ăn xa và mở rộng phạm vi công việc mà thôi. Về chuyện tình cảm, người còn độc thân chắc chắn nằm không một mình. Bản mệnh tuy là người hiền lành và tốt tính, nhưng lại chưa biết cách tiếp cận với người khác, phải học hỏi thêm những kỹ năng giao tiếp để bộc lộ bản thân trước người lạ. Người đã có đôi có cặp cũng không mấy mặn mà với tình cảm, riêng Bính Ngọ hướng về tình thân nhiều hơn. Quý nhân là tuổi Sửu và tuổi Dần, tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Mão. Màu sắc may mắn: đen, đỏ. Con số may mắn: 90, 44, 15, 60 và 74. Tử vi từ ngày 28 đến hết tháng 8 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Tử vi từ ngày 28 đến hết tháng 8 âm lịch của người tuổi Bính Ngọ không quá lạc quan, khi mà hung nhiều cát ít, thất sát chặn đường, gây họa về công việc và sức khỏe, điềm báo tai nạn khá rõ, nên kiến nghị bản mệnh không xuất hành đi xa, không đi du lịch, không di chuyển nhiều để bảo vệ bản thân.
Người tuổi Bính Ngọ có tài quan sát tinh tế, chú ý tới từng chi tiết nhỏ, lại thêm tính chăm chỉ, cần cù và làm việc hiệu quả, được lòng cấp trên, nhưng bạn lầm lì, ít nói, không biết cách lấy lòng người khác nên thất sát đến rất khó chống đỡ. Tiểu nhân vừa tung ra một chiêu là bản mệnh đã quấn quýt chân tay rồi. Những công việc làm thêm mang tới nguồn thu nhập chính, do công việc chính không quá thuận lợi nên bạn phải tìm kế những công việc phụ. Điều này không xấu, cũng không làm Bính Ngọ sao nhãng, nhưng nhớ là nên kín đáo, tránh để người khác biết được thì sẽ phiền phức. Tình cảm có bát diệt chủ về đào hoa, mối quan hệ tiến triển ổn định, hai người bên nhau không phải là nhiệt tình, bốc đồng, có nhiều rung cảm nhưng bền vững. Cùng nhau trải qua từng chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, chỉ có một điểm cần lưu ý là nên tăng tính kích thích khi yêu, đừng quá bình lặng sẽ nhàm chán. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Tiểu nhân là tuổi Dần và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: tím, hồng. Con số may mắn: 83, 66, 91 và 28. Bí quyết cải mệnh của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch này. Không giải thích với người không hiểu mình, khi trong tình huống hiểu nhầm, ta ngay lập tức muốn phân trần và giải thích. Thế nhưng, chỉ cần nói vài câu bạn đã nhận lại là phản ứng không chịu lắng nghe của đối phương hoặc thậm chí bị hiểu sai lệch đi, thì đó là lúc bạn nên cần dừng lại. Thế nên cổ nhân mới khuyên rằng, không cần tranh cãi người không cùng tầng, vừa bực mình, vừa phí phạm thời gian. Nhất là những hiểu lầm và oan ức, thì trong mắt người khác, mình đã là kẻ có tội thì có nói gì cũng được xem là sai. Ngẫm lại thì ta cũng chẳng phải người hoàn hảo, luôn có thể phạm những sai lầm và đều phải trả giá cho hành động cũng như lời nói sai trái của mình. Nếu có thì việc nhận ra sai lầm cũng là cần thiết nên làm, vì hầu hết những kẻ tiểu nhân thường tìm cách trốn tránh hoặc đổ lỗi. Người thực sự không có tội hoặc bản thân là người ưu tú, sẽ chẳng bao giờ bận tâm xem người khác nghĩ gì vì họ luôn biết mình là ai, hơn ai hết. Họ hiểu rằng trong một ngày thì người khác nhất và nghĩ tới họ trong vòng 5 phút là nhiều, còn lại thì họ cũng phải lo việc của chính mình. Vì thế, điều khôn ngoan vẫn là thay vì dành thời gian nghĩ về điều người ta nói về mình, thì dành chúng cho việc phấn đấu không ngừng nghỉ, tự tỏa ra ánh sáng, đó là cách trả lời cho tất cả. Trong công việc cũng vậy, đôi khi chỉ bằng những câu nói ngắn ngủi như tôi hiểu rồi, cho dù những gì sếp đang thao thao nói có thể khiến bạn khó chịu về cách nhìn nhận của sếp, theo bạn có phần xét nét quá đáng và những lời lẽ sếp sử dụng có phần gay gắt, hãy học cách kiềm chế cơn giận dữ đang sôi sùng sục trong bạn. Cách tốt nhất để quên đi cơn giận dữ, đó là tự nhủ rằng mình đang cư xử văn minh, thoải mái đón nhận những lời nhận xét chân tình từ một người có gia thế trong công ty. Cuộc sống này bạn chẳng cần phải chứng minh điều gì cả, vì dù là điều gì bạn làm thì chỉ cần bạn biết, trời đất biết là đủ. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.